cà chua giúp hạ mỡ máu. Nước ép cà chua là thức uống bổ dưỡng giải nhiệt rất là tốt. Đây là loại thức uống quen thuộc của chị em phụ nữ. Ở trong nước ép cà chua nó cung cấp nhiều protein, chất xơ, carbon hydrate, vitamin và các khoáng chất thiết yếu như kali, phốt pho, có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nó giúp củng cố xương, làm đẹp da, tăng cường chức năng tim mạch, ngăn ngừa cholesterol trong máu, đồng thời hỗ trợ giảm cân. Ở trong cà chua nó chứa nhiều cái chất xơ giúp phá vỡ cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng chứa nhiều cái niacin, cái chất mà có tác dụng giảm nồng độ cholesterol trong máu rất là tốt. Ta chuẩn bị nguyên liệu là 5 quả cà chua, 2 muỗng đường, 50 đến 100ml nước lọc, thêm một chút muối nữa. Chúng ta tiến hành ngâm cà chua trong nước muối khoảng 15 phút, sau đó vớt lên để cho ráo, thái nhỏ cà chua ra. Cho cà chua vào máy xay sinh tố hoặc là ép lấy nước cốt. Thêm nước, thêm đường và khuấy đều lên, chúng ta có thể dùng được ngay. Một ngày chúng ta có thể uống 2 ly nước cà chua và có thể uống liên tục trong vòng từ 1 đến 2 tuần.